quay trở lại video tiếp theo của mình ạ. Và hôm nay mình sẽ cùng với bạn Nguyên thì sẽ đi đến hỗ trợ và giúp đỡ một gia đình khá là hoàn cảnh cả nhà. Và xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn Nguyên, là một trong những là tình nguyện viên tại huyện Đắc Hà, nơi mình sống. Và ngày xưa thì mấy anh em mình cũng thường hay tổ chức những đêm nhạc để gây quỹ từ thiện, để giúp đỡ những mảnh đời cũng như là những hoàn cảnh rất là khó khăn đấy mọi người. Và hôm nay thì mình sẽ đến một cái hoàn cảnh này khá là khó khăn đấy. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Nguyên rất là vui khi được đồng hành cùng với già làng Đỗ Thành Tín đến thăm một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn tại thành phố Kon Tum. Hoàn cảnh này thì Nguyên đã đăng tải trên kênh Facebook cá nhân của Nguyên và đã có rất là nhiều lượt chia sẻ của các mạnh thường quân cũng như những đóng góp của bạn bè, với mong muốn là giúp đỡ cho cái hoàn cảnh này vượt qua cơn bão bệnh, giúp đỡ cho gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt do bệnh tật mang đến. Và bệnh nhân có tên là Nguyễn Tấn Trương, sinh năm 1975, bị ung thư gan di căn. Bây giờ mọi người hãy theo chân Nguyên cùng với Thành Tín vào thăm nhà và thăm người bệnh này mọi người nhé. Xin mời mọi người đi cùng với anh em mình nhé. Hôm nay là không có cameraman theo sau thì mình tự quay cả nhà. Vâng, thưa cả nhà, đây là nhà của bệnh nhân Nguyễn Tấn Trương. Bệnh nhân sinh năm 1975 mà Nguyên đã công bố trên trang Facebook của Nguyên cũng như là cộng đồng mạng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào thăm nhà và thăm bệnh nhân. Thì trước khi vào thăm nhà và thăm bệnh nhân thì Nguyên cũng nói qua luôn, một hoàn cảnh hết sức là khó khăn đó quý vị. Có một ngôi nhà nhưng mà ngôi nhà này thì đang nằm trong diện quy hoạch, cho nên là mọi khó khăn dồn dập lên. Và đây là bệnh nhân Nguyễn Tấn Trương, đúng không ạ? Nguyễn Tấn Trương. Thì chúng ta sẽ cùng thăm hỏi và động viên tinh thần của bệnh nhân nhé. Em thấy sức khỏe của mình là thế nào? Mệt hả? Không nói được đúng không? Chị ơi, có thể cho em biết là em nhà mình bắt đầu phát bệnh từ năm bao nhiêu không ạ? Năm 2000. Năm 2000 là một năm chưa ạ? Bây giờ là gần một năm rồi. Gần một năm. Và trước đó khi phát bệnh thì gia đình mình đưa em đi điều trị tại cơ sở y tế nào ạ? Chợ Rẫy em. Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố đúng không ạ? Dạ. Vậy thì em được biết là sau một thời gian điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thì em lại được đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Vậy thì lý do vì sao mình không chọn một cơ sở y tế tốt để điều trị mà lại đưa anh về tại thành phố Kon Tum mình ạ? Đúng là chị cũng không có đủ khả năng á. Dạ. Không có tiền á, rồi cứ đưa anh đi về biết là được lòng nào thì đưa lòng nấy vậy đó. Và ngày hôm nay thì em lại có mặt ở nhà. Là vì sao em lại ở nhà? Được bác sĩ cho về nhà điều trị hay là vì sao ạ? Bác sĩ kêu là anh yếu á, cho anh về. Dạ, anh yếu quá cho anh về nhà. Dạ, chị có thể cho em biết một chút về cái hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình không ạ? Chị thì cứ hàng tháng thì không có theo ảnh biết, không có làm gì được á. Dạ, dạ. Không có, rồi đất thì bán thì người ta cũng không có mua quy hoạch á. Dạ. Cho nên là cũng không có biết làm sao. Cái chị là có thể nói rõ hơn một chút là, tức là nhà mình hiện còn một lô đất khác hay là chỉ có cái lô đất đang ở này là có quy hoạch thôi ạ? Có một cái lô đất này thôi. À, thưa quý vị, là tức là như chia sẻ của chị Thảo vợ anh Trương là gia đình có một mảnh đất duy nhất của ba mẹ để lại. Và hiện tại thì cũng mong muốn là bán cái mảnh đất này đi để phục vụ cho việc chữa trị của anh. Nhưng mà mảnh đất, tức là cái khó khăn nó dồn dập khó khăn, mảnh đất nó đang còn nằm trong cái diện quy hoạch treo đúng không ạ? Không thể bán ra được cho ai hết. Và vậy thì trong thời gian vừa qua, thưa chị là công việc chính của chị là gì ạ? Chị làm rau. Cái thu nhập bình quân của chị một tháng bao nhiêu ạ? Được 3-4 triệu vậy thôi. Tùy theo tháng. Ngày xưa anh đây là làm đây là thu nhập chính của gia đình hả? Trụ cột gia đình. Mà trước cái đây là anh làm việc gì chị? Anh đi đào hầm giếng, rồi giếng đào đào giếng, đào hầm tự hoại vệ sinh rồi. Đào hầm rút rồi em. Thì là giờ hiện tại mà em ốm đau như vậy thì ai là người làm ra tiền chính để đăng tải mọi mình chị? Nhà chị có mấy đứa con ạ? Hai đứa, mà hai đứa là khác cũng được 2-3 triệu gì đó. Dạ, ok. Vậy là thu nhập
thu nhập bình quân của nhà mình mà nó đều nhất thì một tháng khoảng 3 triệu thôi đúng không? Khoảng 3 triệu thôi. Khoảng 3 triệu thôi thì 3 triệu mà để cho chi phí điều trị sức khỏe của một căn bệnh ung thư đúng không ạ? Thì rất là khó đúng không ạ? Dạ. Thế thì ngày hôm nay thì để cho anh nằm đi chị. Dạ. Thế chị là ngày hôm nay thì khi mà nhận được cái lời thỉnh cầu của một người đồng nghiệp của em thì là thì em cũng đã có những cái kêu gọi từ em đâu đúng không ạ? Để anh nằm đi. Em đâu? Chị ở chị bóp đến móng rồi. Mưa hả? Nó bực bội. Một năm rồi. Mẹ để cho anh nằm thôi chị. Mình nói người phải người tặng một tí là rồi anh. Thì có lời giống như là một cái lời chia sẻ em được biết thì em cũng đã có cái lời kêu gọi cộng đồng mạng cũng như là những mạnh thường quân trên Facebook thì để hỗ trợ phần nào tiền thuốc cho anh thôi chứ không có nhiều, thì đó là tình cảm của những mạnh thường quân ở mọi nơi họ gửi tặng. Và em được biết thì trên số tài khoản của con gái chị á, là em lúc em đăng bài thì em cũng để số tài khoản của bé, thì đến nay thì cũng được khoảng trong tầm là 4 triệu. Dạ, nó con số nó không có nhiều nhưng mà người ta gọi là một miếng khi đói và một gói khi no. Và ngày hôm nay thì khi mà nắm được thông tin thì đại diện cho kênh YouTube của Già Làng Tây Nguyên, một kênh YouTube khá là nổi tiếng, đã có mặt ở đây và đề nghị với Cao Nguyên là được trực tiếp đến thăm nhà và thăm anh Trương. Tôi giới thiệu với chị, đây là anh Đỗ Thành Tín, trưởng kênh YouTube Già Làng Tây Nguyên. Và bạn sau một cái thời gian gây dựng cũng như là vượt qua cái khó khăn thì bạn đã có những cái thương hiệu riêng của cái kênh Facebook YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì bạn đến đây cũng là mong muốn mang cái tấm lòng của các mạnh thường quân ở muôn nơi, chủ yếu là ở trên ở nước ngoài, về để chia sẻ một cái chút khó khăn, chỉ là một tấm lòng thôi, nó không có nhiều nhưng mà chia sẻ bớt những cái công bớt và đồng cảm cùng với những cái khó khăn của gia đình mình. Thì xin mời anh Tín sẽ có những cái chia sẻ của mình ạ. Kính thưa quý vị, là sau khi mà trên Facebook của bạn Nguyên thì ngày trước kia là cũng cùng với mình đi làm những cái chương trình thiện nguyện rất là nhiều, và sau một thời gian mình ngưng cái không làm với Nguyên nữa, thì cho tới bây giờ thì nói chung là làm một kênh YouTube riêng thì cũng may mắn là được sự quan tâm ủng hộ của quý vị rất là nhiều. Và với tấm lòng là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhiều, thì mình cũng đã suy nghĩ và cũng đã tìm hiểu rất là kỹ càng với cái gia đình của anh chị này. Và hôm nay thì mình quyết định xuống đây để mà ghi hình và sẽ hỗ trợ cho anh chị một cái số tiền. Mà cái số tiền mà với mình rất suy nghĩ rất nhiều để mà quyết định được cái số tiền đó, vì cho ít thì sẽ không đủ để trang trải với lại một gia đình hoàn cảnh rất là khó khăn, mà rất là nhiều điều nhiều việc để mà lo. Cho ít thì không đủ, mà cho nhiều quá thì khả năng của mình có giới hạn và còn nhiều hoàn cảnh khác nữa cả nhà. Nên là mình đã quyết định là sẽ hỗ trợ cho anh chị này là 10 triệu, và hôm nay mình sẽ đưa tiền mặt luôn nhé. Hôm nay mình sẽ đưa tiền mặt cho chị luôn nhé. Còn cái số tiền của Nguyên kêu gọi thì đã chuyển vào tài khoản của bé con của chị rồi nhé. Em đưa tiền 1 triệu này, 2 triệu này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 triệu này. Rồi em đây là tiền của những mạnh thường quân ở trên toàn Việt Nam cũng như là toàn thế giới đã tin tưởng và ủng hộ cho em giữ để làm cái quỹ. Gặp những hoàn cảnh nào khó khăn thì em sẽ hỗ trợ giúp đỡ. Và hôm nay thì đến với gia đình chị thì em sẽ
thay mặt cho những mạnh thường quân gửi cái tấm lòng của những mạnh thường quân đến với gia đình chị, và mong rằng thì gia đình chị chúc nhiều sức khỏe và chúc anh mau chóng khỏi bệnh. Thôi chị cũng thay mặt gia đình nè cảm ơn mấy em với lại tất cả mọi người, hết tất cả là chị cũng không biết nói gì hết, không biết nói gì hơn nữa, thì cảm ơn rất là nhiều. Thì cũng qua đây Nguyên cũng xin được thay mặt cho gia đình cảm ơn sự chung tay của Kenchukvi và làng Tây Nguyên, đặc biệt là cảm ơn quỹ thiện nguyện của vì những hoàn cảnh khó khăn của anh chị em đã ủng hộ cho Ken. Và thưa mọi người, thì như mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, hoàn cảnh của gia đình này thực sự rất là khó khăn. Nguyên phải khẳng định thêm một lần nữa là thực sự rất là khó khăn. Thu nhập chính dựa vào đôi tay của người vợ trẻ này, và chị phải làm rau hàng ngày. Mới bây giờ khi anh đổ bệnh thì hàng ngày chị phải túc trực bên chồng để chăm sóc cho chồng. Cho nên là còn cần rất là nhiều sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Chúng ta hãy thể hiện cái tình thương yêu của mình, tinh thần lá lèn lùm lá rách, tinh thần của người Việt Nam chúng ta, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hãy giúp đỡ cho gia đình vượt qua cái khó khăn trước mắt. Và mong muốn lớn nhất đó là một phép màu kỳ diệu để anh có thể khỏe trở lại cùng với ba mẹ con, tiếp tục cuộc sống, tiếp tục để mưu sinh và cùng với tất cả mọi người trong cái niềm vui, hạnh phúc của gia đình. Một lần nữa cho phép Nguyên xin được kêu gọi tất cả mọi người, chúng ta hãy dành một chút chi phí của mình thôi, có thể là một ổ bánh mì, một ly cà phê, hoặc là một bì kẹo cho con, thể hiện tình yêu cho gia đình này, vì là hoàn cảnh này thực sự rất là khó khăn. Và sau đây thì mọi người sẽ cùng ngắm nhìn qua một chút về cái ngôi nhà này, mà Nguyên nhấn mạnh lại là ngôi nhà này hiện đang nằm trong diện quy hoạch luôn mọi người nhé. Thì bị dột hả chị? Thì bị dột, nhưng mà vẫn không có tiền để làm lại hả chị? Vâng, có tiền. Anh từng tiền con tôm về để lau cho chị? Một tháng rồi em. Đây là từ con tôm về hôm qua hả? Hôm qua là nằm trong chợ rẫy là một tháng rồi, một năm rồi, một năm rồi về con tôm được một tháng mới bác sĩ cho về đây thì một ngày. Tức là cái lý do để về á là vì hết khả năng, hết khả năng tài chính để có thể nằm viện, bắt buộc phải đưa về nhà thôi. Chứ còn nếu như mà có thêm một chút tài chính, có một chút điều kiện thì chắc chắn là ở lại bệnh viện. Vì ở lại bệnh viện thì cái sự chăm sóc điều trị trực tiếp của nhân viên y tế sẽ tốt hơn ở nhà, đúng không ạ? Phải không chị? Đó là những cái khó khăn của gia đình mình, thì bọn em cũng đồng cảm với gia đình, cũng như là cộng đồng mạng và những cái mạnh thường quân, những tấm lòng vàng, họ cũng đồng cảm với gia đình mình. Có thể là những chia sẻ nó không nhiều nhưng tình cảm nó sẽ nhiều, với mong muốn là em chị và hai cháu sẽ vững vàng tinh thần để chăm sóc cho em và cùng với gia đình mình vượt qua cái khó khăn trước mắt này chị nhé. Cảm ơn mấy anh em rồi giúp đỡ. Kính thưa quý vị, vừa rồi đã trao xong số tiền cho hoàn cảnh của một anh đó, thì mình anh chị đó thì mình cũng rất là vui, và nói chung là cũng rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và mình sẽ những cái số tiền mà tên mà quý vị, số tiền mà hôm đi trao cái nhà cho bà cụ đó, thì những tên đó thì mình cũng đã công khai rõ ràng ở những cái video mà hôm trao nhà cho bà cụ đó cả nhà. Và hiện tại thì tổng cái số tiền mà quý mạnh thường quân đã ủng hộ lúc trước đây ấy, thì có gia đình anh Quân Ngô là 2 triệu, chị Nam Phương Huỳnh 300E là bằng 8.400.000, chị Giấu Tên mua hàng là bằng 5.500.000, anh Mike Trần là
2.300.000, của anh Nguyễn là 4.600.000 đồng, tổng cộng chỗ này là 22.800.000 đấy cả nhà. Mình sẽ công khai rõ ràng từng video một cho cả nhà để mà theo dõi nhé. 22.800.000 thì cộng thêm cái số tiền mà còn dư làm nhà cho bà cụ đấy thì là 347.000, là 23.147.000, cộng thêm 2.300.000 của dì Thu Hoàng ở Mỹ nhờ cháu gửi giùm cho đấy, là 25.447.000, là cộng thêm 8.000.000 của anh Đoàn Trọng Khanh là bằng 33.447.000, nhưng mà trừ đi 1.000.000 tiền chị, trừ 1.000.000 tiền gì ta, là 30, còn Đồng Khanh 33.447.000, à trừ đi 1.000.000 hôm cho bà cụ hay cho em gái gì đấy, nhưng mà mình quên ghi chú ở trong này rồi, là còn 32.447.000. Và hôm nay thì mình cũng đã hỗ trợ cho gia đình của anh chị ở đây, thì một gia đình thì chung rất là khó khăn cả nhà, không còn cách gì để xoay sở nữa, và mình đã suy nghĩ và tính toán rất kỹ càng và đã quyết định cho là 10.000.000, và số tiền thì lúc hôm nãy mình đã trao rồi. Thì hiện tại bây giờ thì cái số tiền mà quý vị ủng hộ sau đây á, là còn lại là 22.447.000, và còn cộng lại cái số tiền quỹ mà lần trước cái những mạnh thường quân đã ủng hộ trước kia cho mình ấy, là còn lại là 81.899.000. Thì số tiền này thì vẫn để nguyên trong tài khoản của mình để riêng rồi nhé. Và những lần sau thì khi mà vãn dịch rồi á, đến gặp những hoàn cảnh nào khó khăn thì tiếp tục mình sẽ hỗ trợ và giúp đỡ nhé. Và xin thay mặt cho những hoàn cảnh khó khăn, những bà con nghèo ở Tây Nguyên, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới rất nhiều. Và xin thầm cầu chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, để có nhiều sức khỏe nhé, mọi người sống tốt, sống vui vẻ. Và bây giờ thì mình xin phép sẽ dừng video lại ở đây. Xin chào tạm biệt mọi người và xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.